Chào tất cả anh em thợ nha. Thì hôm nay mình có cái ban bệnh của con Liberty 3V IE. Thì con này nó đang bị cái tình trạng là bị tiêu bình ắc quy. Thì lúc thì đề được, lúc không. Có lúc thì nó lại sạc được vào bình, lúc thì không. Thì con này thì hiện giờ thì khách mang đến thì vẫn đề được. Thì mình cũng không hỏi kỹ là do sạc bình được rồi hay là do đi nó sạc vào hay như nào, thì cái này thì bây giờ mình đang kiểm tra thì mình sẽ chia sẻ cho anh em luôn. Con này thay bình của zin vào hơi nhỏ một chút. Thay bình của zin thì nó độ bền nó không cao thôi chứ nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Bây giờ mình sẽ lấy đồng hồ mình đo thử nhá. Thế to đâu? Đề đề hộ cái. Mình sẽ đo vôn. Nó được 12V rưỡi thôi, khoảng 12V rưỡi thôi anh em ạ. Bình thường thì con này nó phải được hơn 14V anh em nhé. Dòng điện 3 pha thì nó phải được hơn 14V. Thì bây giờ mình sẽ kiểm tra bên nguồn xem là nó bị, nếu mà nguồn nó ổn thì chắc chắn là do con sạc hỏng rồi. Mình sẽ đo bằng bóng thử. Anh em đo nguồn này, đo nguồn điện 3 pha thì có thể anh em đo thông mạch cũng được. Nhưng anh em đo được cái vấn đề mà đo bằng bóng thử thì là hay nhất nha. Nhanh nhất mà rất là dễ. Chỉ cần anh em đo bằng bóng thử thôi. Mình tháo sẵn để kiểm tra được. Cái to đo lên cho cái. Anh em đo thì anh em lấy một dây cho vào mát cũng được, và một dây cho thử vào dây vàng là ok nhá. Nó lên nào, nổ máy đi. Nổ máy đi. Rồi. Nổ máy đấy. Đây anh em nhá. Bóng này hơi tối này. Cứ để gang khi bóng này sáng hơn, và bóng này thì mất luôn anh em nhá. Đâu anh em đo 3 dây vào nhau. Đo trực tiếp vào nhau như này thì một dây sáng này, một dây mất này. Như vậy là kết luận là bị hỏng nguồn anh em nhé. Thì cái này thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Anh em đo bằng bóng thử thì chuẩn nhất. Chứ đồng hồ thì bây giờ nhiều khi không tin tưởng được. Có những cái đồng hồ nó chập chờn, nhiều khi nó nhanh hỏng. Mình đo bóng thử là ok nhất. Anh em lấy cái bóng xi nhan đo là chuẩn nhất. Thì mình cũng đã tháo ở, mình sợ là dây có vấn đề thì mình đã tháo hẳn ở dưới, trong dây ở dưới quận nên kia mình kiểm tra thì cũng y hệt như vậy luôn. Thì bây giờ mình sẽ tháo ra để mình thay quận xong. Nếu mà xong thời gian thì mình sẽ quay để chia sẻ cho anh em đo đo đồng hồ và đo lại nguồn cho anh em xem luôn nhá. Nếu có thời gian mà làm vẫn có thời gian để quay. Thì mình tắt máy đi đã anh em nhé. Đây mình đang tháo ra đây rồi anh em nhé. Thì tháo ra cuộn nó cháy hết rồi này anh em. Cháy đen thui hết cả cuộn rồi. Bây giờ các cái cuộn điện của dòng 3VIE này thì nó hơi đắt anh em nhé. Cuộn ngâm dầu này thì nó đắt hơn cuộn khô, đắt hơn rất nhiều. Thì có cách là đi cuộn lại, cuộn lại hoặc là thay mới. Nói chung là cuộn lại cũng ok anh em ạ. Cuộn dây đồng loại tốt thì cũng ok, không vấn đề gì cả. Chỉ sợ là quấn dây đều vào thì nó mới nhanh hỏng thôi. Bây giờ mình sẽ tháo ra để xử lý. Thời gian thì mình sẽ quay cho anh em xem tiếp nhé. Đây thì mình cũng đã quấn cuộn xong rồi đây anh em nhé. Đây là ba cái chỗ đổ keo này. Thì cuộn của bọn Ni Việt mà loại ngâm dầu này thì nó đắt quá nên phải mang đi cuốn, chứ thay thì nó hơi đắt. Khách cũng yêu cầu là đi cuốn lại. Thì mình sẽ lắp vào xong thời gian thì mình sẽ thử lại cho anh em xem nhé.
Đây mình cũng thay quận vừa xong hết, nắp hết xong đây rồi. Thì giờ mình sẽ thử cho anh em luôn. Đo vôn trước xong mình sẽ đo quận nhé. Ở đây mình sẽ nổ lên, mình đo vôn xem được bao nhiêu nhé. mười bốn vôn 2, 14 vôn 3 rồi anh em nhé, như vậy là ok nhé. Thì cái này thì chắc chắn là ok rồi, thì mình sẽ kiểm tra luôn bên bên nguồn đèn cho anh em xem luôn. Đây mình sẽ cho lên dài thêm một chút. Sẽ đo vào từng giây một nhé. Đây anh em nhé, 3 giây ok rồi. Rồi ok nhé anh em nhé. Thì như vậy là kết luận là bị quận luôn nhé. Thì em nếu mà bị cái trường hợp anh em đo vôn ở bình ắc quy mà lên không được 14 vôn, hơn 14 vôn, anh em phải kiểm tra ngay sạc hoặc nguồn nhé. Rồi thì có ban bệnh mới mình sẽ chia sẻ lên nhé. Cảm ơn anh em nhé.